Theo Hernandez mùa giải hiện tại. Đây là một cầu thủ bóng đá người Pháp, đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái, số chung là 72, tương 6, chiều cao 1m84, nặng 82 kg, thế thuận trái 5,3, 5,97, thuật 3 sao, đấu ở Atletico, Anvet và Real Sociedad. Mạnh ở LB của anh ta là hình một hậu vệ cánh rất tốt, 1m84, cao ngang Đoàn Văn Hậu Việt Nam. Mạnh của anh ta chính là tốc độ. Này để săn được Theo Hernandez trên thị trường là rất rất khó. Bạn thấy địa cộng 1 400 đặt. Được săn được Theo Hernandez may mắn. Ép lên mức địa cộng 5 full lever thì tốc độ rất tốt. 8 tốc độ và tốc là 98 luôn. Trong những cánh vừa có tốc độ vừa có thể hình tốt, cộng mức lương tương đối thấp 6 thì quá đáng dùng. Vấn đề của chúng ta đó là làm sao mà để mở được thẻ của anh này. Thì hiện tại trong shop có bán cái gói top 3 chỉ định tại 10 FC thôi, và anh em có thể săn bằng đấy việc chọn Hernandez trong đội hình đấy. Ta lấy luôn ba cầu thủ một lúc, để lấy được Hernandez là rất cao. Tôi cũng đã săn bằng cái đấy. Hernandez rất thích hợp cho anh em dùng team Pháp hoặc team Real. Ngoài thực tế thì Hernandez cạnh tranh được với Frei Mendy Madrid đẩy sang Real Sociedad, vừa thi đấu vừa tích lũy trong game thì Hernandez có thể hình rất đẹp, không nhiều hậu vệ cánh có tốc độ mà tốt như Hernandez, khả năng đỡ bóng bước một vẫn rất tốt, vận tốc rất nhanh. Cầu thủ bạn đã phải phạm lỗi với hậu vệ cánh Theo Hernandez, thắng bất tốc Robin rất ấn tượng, để một mình anh độc tấu và solo ở cánh đấy rất ổn. What the fuck, một tình huống dứt điểm cực kỳ hài hước của Taun. Taun Icon ngoài khả năng tăng tốc và bứt tốc thì còn có khả năng phán đoán tình huống phòng ngự. Ba sao kỹ thuật và ép lên cộng 5 thì
chạy rất hay, solo cả team bạn. Ai chả thử này, một tình huống rất chôn ở FIFA hiện tại. Chúng ta dứt điểm thì chính tiền đạo của mình, một là việt vị, hai là nhảy vào cản phá hay hậu vệ đồ bạn. Hai bóng này không thể qua được, hết là áp sát và tốc. Xuất sắc ở các số phòng ngự, chạy chọt nhưng mạnh hơn tất cả ở tình toàn diện. Thằng chống bóng bổng Hernandez là solo luôn cho nó mát. Chết mẹ mày. Như vậy là quá bá đạo, một hậu vệ cánh và solo qua cả đội bạn để ghi bàn một trận đấu xếp hạng. Vậy là chấm điểm cho Hernandez thì chắc phải mức điểm 10, 10 cộng. Để tin nổi. Lại solo tiếp. Hernandez thì ta cứ thế mà chạy thôi anh em ạ. Tầm bắn đều hướng. Rất hài hước. Tôi cũng không nghĩ là bạn có thể cho Hernandez ghi bàn đơn giản như vậy. Là độc tấu và solo. Bóng. Vậy là với tốc độ và khả năng đi bóng rất tốt của mình, đẹp được bạn phải phạm lỗi với anh là một hậu vệ được sử dụng Hernandez trong những trận đấu xếp hạng thì chọn hợp lý. Ta không cầu về của anh vốn là một hậu vệ thì rất tốt rồi. Ngoài khả năng cắt bóng, châu bám tích cực,
thấy bóng một cách gọn gàng thì chống bóng bổng với chiều cao tốt của mình test thực hiện và cản bóng bổng rất tốt. Tất điện trai. Thể lực này thì Hernandez hoàn toàn đấu 120 phút. Sẽ là huấn luyện viên bạn đang hơi bị tâm lý ghét tình huống cho một hậu vệ cánh chạy qua cả đội của mình để ghi bàn. Felix bạn này biết mình view cho nên tự thoát lại một pha nữa bằng chân trái chân phải đều rất căng. Bạn đã thấy một đây phải gọi là một siêu hậu vệ trong in game. Một mình anh cần cả team. Bạn thoát ra ngoài rồi. Ta đã giành chiến thắng. Hat-trick cho Hernandez. RB thì bị cho anh này 10 trên 10. Quá đáng dùng. Cái cánh mà có điểm gì để có thể hình, có tốc độ, góc dáng tốt và hoàn hảo của mình. Anh cần cả team được bạn. Ta sẽ quay lại xem lại bàn của Hernandez, thấy rằng anh vệ phòng ngự tốt, khả năng tấn công cũng bởi trời nếu như mà thể phẩm chất trong in game quá tốt. Các bạn biết là đời nó không như mơ, trong game thì bao nhiêu thì phải đời anh phế bấy nhiêu.
vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ được một theo Hernandez tỏa sáng ngoài đời câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Pháp. Ta hãy thấy được những phẩm chất tuyệt vời của